Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu đến gần biển Galilea và người lên núi và người ngồi lên ngồi trên núi. Dân chúng lũ lượt đến cùng người, đem theo kẻ câm, mù, què, liệt và nhiều người khác và đặt họ dưới chân người. Người đã chữa lành họ. Dân chúng kinh ngạc thấy kẻ câm nói được, người què bước đi, người đuôi lại thấy và họ tôn vinh Thiên Chúa Israel. Còn Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ mà phán: Ta thương xót đoàn lũ này vì đã ba ngày họ ở lại với ta nhưng không có gì ăn. Ta không muốn cho họ về bụng đói, sợ họ té xỉu dọc đàn. Các môn đệ thưa người, chúng con lấy đâu đủ bánh trong quan địa này mà cho ngần ấy dân chúng ăn no? Chúa Giêsu nói với họ: các con có bao nhiêu chiếc bánh? Họ thưa, có bảy chiếc và ít con cá nhỏ. Người truyền dân chúng ngồi xuống đất, Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, Tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ, Các môn đệ đem cho dân chúng. Tất cả đều ăn no và mảnh dụng còn lại, Người ta thu lượm được bảy thúng đầy số người ăn lên tới bốn ngàn không kể đàn bà già con nít sau khi giải tán dân chúng người bước lên thuyền và đi đến địa phận magadan đó là lời chúa lời chúa kitô Ngài khen chúa thương bạn chị em sống trong cuộc trần này mạng sống con người thường bị đe dọa bởi chiến tranh thiên tai và dịch bệnh và con người luôn đau đáo, lo sợ đói nghèo bệnh tật và chết chóc con người luôn mơ ước về một thiên đàng tại thế khi mà Tất cả những mối đe dọa đến mạng sống của con người, tất cả những nỗi lo âu của con người không còn nữa. Nhưng mà thương bạn chị em, chúng ta thử hỏi ước mơ đó có thể trở thành hiện thực hay không? Nhiều người khi nhìn vào thực trạng cuộc sống đã bi quan lắc đầu ngao ngán vì cho rằng đó là một ước mơ xa vời không thể nào trở thành hiện thực được. Thế nhưng thương bạn chị em, lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy ước mơ đó sẽ trở thành hiện thực trong tương lai. Lời Chúa khẳng định với chúng ta ước mơ về một thiên đàng sẽ trở thành hiện thực trong tương lai cho tất cả mọi người chúng ta. Bài đọc một trích trong sách tiên tri Isaiah. Nếu như chúng ta tìm hiểu kinh thánh, chúng ta sẽ thấy tiên tri Isaiah là một trong số những tiên tri được chúa cho biết trước về cuộc lưu đài mà dân chúa phải gánh chịu. khi ấy dân chúa sẽ phải chịu cảnh nước mất nhà tan, đền thờ bị phá hủy và dân chúng sẽ bị bắt đi lưu đài biệt xứ. tuy nhiên thưa ông bạn chị em, dù rằng thực trạng cho thấy một cảnh bi quan nhưng chúa cũng cho tiên tri Isaiah thấy trước một điều là ngày thiên chúa sẽ đến cứu độ dân của người thị kiến mà chúng ta nghe trong bài đọc ngày hôm nay tường thuộc lại những gì mà đứng thiên sai đến sẽ thực hiện cho dân người ngài sẽ tiêu diệt đau khổ sẽ diệt mọi kẻ thù dẹp mọi khổ đau của dân người và sẽ nuôi dưỡng họ bằng cao lương mỹ dị bằng dụ hảo hạng khi chứng kiến tất cả những điều mà đứng thiên sai thực hiện tất cả những gì thiên chúa làm cho dân người thì dân chúa sẽ nói rằng chúng ta sẽ hân hoan và vui mừng vì đứng chúng ta hằng mong đợi đã đến và sẽ cứu chúng ta đó là ý nghĩa của bài đọc một bài đọc một diễn tả một cái niềm vui ngài đứng thiên sai đến với dân người bởi vì ngày đó ngài sẽ cứu dân người và dưỡng nuôi dân người bằng những bữa tiệc rất thịnh soạn và chính trong niềm vui đó thương bạn chị em Trong bài đáp ca Chúng ta đọc lại Thánh Dịnh 22 Nói rằng Chúa yêu thương dân chúa Lo lắng cho dân chúa Như người mục tử Lo lắng cho đàn chiên của mình Và chúng ta lặp đi lặp lại câu điệp ca Trong nhà chúa Tôi sẽ định cư Tới thời gian rất ư lâu dài Dân thương bạn chị em ước mơ về một thế giới không còn sự đói nghèo, bệnh tật và chết chóc sẽ trở thành hiện thực khi Chúa chúng ta sẽ khi Chúa chúng ta ngự đến. Ngày ấy chúng ta sẽ vui mừng vì được định cư trong nhà Chúa mãi mãi và sẽ được sống hạnh phúc bên Người. Còn trong bài Tin mừng thương bạn chị em, Chúa Giêsu cho thấy những điều tiên tri Isaiah tiên báo không chỉ trở thành hiện thực nơi lịch sử dân Chúa khi mà dân Chúa được cứu khỏi cảnh lưu đày ở Babylon được trở về quê cha đất tổ để xây dựng lại đất nước, xây dựng lại quê hương và xây dựng lại đền thờ. Mà cái điều ấy còn trở thành hiện thực khi được ứng nghiệm nơi chính Chúa Giêsu Kitô, khi Ngài làm phép lạ là quá bánh ra nhiều, nuôi bốn ngàn người ăn. Không chỉ vậy, Chúa Giêsu còn chữa lành tất cả những bệnh tật của con người khi những người đem những người bệnh đến để xin Chúa chữa lành chính cái việc chữa lành và phép lạ quá bánh ra nhiều, Chúa Giêsu cho thấy Ngài thật sự là đứng thiên sai mà muôn dân mong đợi và chính Ngài sẽ dẫn đưa con người vào nước trời, một thiên đàng mà con người hằng mong ước. Nơi đó sẽ không còn đối khát, bệnh tật hay là chết chóc, bởi vì nơi đó chiến tranh thiên tai và dịch bệnh không còn chấm dứt thương bạn chị em chúng ta đang sống trong mùa giọng mùa trông đợi chúa chúng ta ngự đến vẫn biết rằng ngày chúa đến chúng ta phải vui mừng vui mừng vì được chúa dẫn đưa vào thiên đàng hưởng hạnh phúc với chúa nhưng thực tế cho thấy khi nghĩ về điều đó, nhiều người vẫn còn lo âu sợ hãi bởi vì sao thương bạn chị em. bởi vì ngày chú đến sẽ là một thách đố và là một chất vấn cho mỗi người chúng ta. thách đố cái gì, chất vấn cái gì. ngày chú đến là một thách đố thách đố chúng ta rằng Chúng ta có dám trao cho Chúa những chiếc bánh và những con cá chúng ta đang có hay không? Có nghĩa là chúng ta dám trao ban những gì mình có cho anh chị em xung quanh của chúng ta là hiện thân của Chúa ở tại trần gian này hay không? Dẫu biết rằng phải cho đi để lấy về lấy về của cải thiên liên chúng ta tích trữ cho đời sống mai ngày của chúng ta nhưng thương bạn chị em chúng ta vẫn tiếc nuối nhưng chúng ta hãy nhớ rằng chúa không thiếu quyền năng để có thể biến không thành có nhưng chúa rất cần rất cần sự cộng tác của chúng ta để thể hiện thiện chí của mỗi người chúng ta thể hiện việc chúng ta thật sự mong ước về một cõi thiên đàng mà chúng ta vẫn ước mong và điều đó đưa đến cho chúng ta một chất vấn chúng ta có sống những điều chúa dạy hay không đặc biệt là lời dạy về yêu thương mà chúng ta vẫn được nghe dạy dỗ Chúng ta có sống với rằng yêu thương trong cuộc sống của chúng ta hay không? Nhiều người thấy mình có nhu cầu được yêu thương và cần người khác yêu thương, nhưng mà khi nói mình yêu thương người khác, điều đó dường như nó xa vời, nó xa lạ. Bởi vì chúng ta thích nắm vô hơn là chúng ta buông ra. Hãy biết buông ra Buông bỏ tất cả những gì mình có Để trao ban Trao ban cho anh chị em của mình Lúc đó chúng ta mới thật sự Sống với răng yêu thương Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta Thương bạn chị em Mùa giọng Chúng ta trông chờ Chúa đến Nhưng mà rồi ngày Chúa đến Là một nỗi lo sợ Hay là niềm vui mừng là do mỗi người chúng ta sống hiện tại như thế nào Có sống với rằng yêu thương hay không Chúng ta mơ về một cõi thiên đàng Nhưng cõi thiên đàng đó chúng ta có được hay không Là do mỗi người chúng ta phải tích trữ của cải yêu thương Để mua lấy nó Xin cho mỗi người chúng ta Biết sống yêu thương công cuộc sống của mình Để Ngài chú đến là ngày chúng ta vui mừng vui mừng vì chúng ta biết cái mơ ước về cõi thiên đàng nó đã trở thành hiện thực và lúc bấy giờ chúng ta vui sống với chúa sống hạnh phúc với chúa trong nước trời nước thiên đàng amen